Kính thưa quý vị, các phái đoàn Lục Cường và Iran tới Geneva để đàm phán. Tin từ Geneva, phái đoàn các nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an cùng với Đức và Iran đã tới Geneva để đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran sau 6 tháng bế tắc. Iran đang bị buộc phải minh bạch hóa chương trình nguyên tử của mình để cộng đồng quốc tế rút lại các lệnh cấm vận. Cuộc họp 2 ngày tại Geneva giữa Lục Cường và Iran được coi là cơ hội tốt nhất để giải quyết tranh chấp về chương trình nguyên tử của Iran đã kéo dài trên một thập niên và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông. Tân Tổng thống Hassan Rouhani là một đạo trưởng Hồi giáo ôn hòa đã hứa hẹn sẽ làm giảm căng thẳng trong mối quan hệ với cộng đồng quốc tế, tạo hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận để giải quyết vấn đề. Hôm qua, Hoa Kỳ đã tỏ dấu hiệu sẽ nhanh chóng bãi bỏ cấm vận nếu Iran nhanh chóng giải tỏa mối quan tâm của thế giới đối với chương trình nguyên tử của nước này. Sáng nay, Thủ tướng Do Thái ông Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Lục Cường yêu cầu Iran ngưng hoàn toàn chương trình nguyên tử và không nên bãi bỏ quá sớm các cấm vận kinh tế đối với Iran.